Đoạn hội thoại hướng dẫn cách giới thiệu hai người bạn chưa quen biết nhau với nhau. Park Chun-young 씨, 이 사람은 Phung 씨입니다. Park Chun-young, người này là Phụng. Phung 씨, 이 사람은 Park Chun-young 씨입니다. Người này là Park Chun-young. 안녕하세요. Park Chun-young입니다. Xin chào, tôi là Park Chun-young. 안녕하세요. 제 이름은 Phung입니다. 반갑습니다. Xin chào, tên tôi là Phụng. Rất vui được gặp bạn. Park Subin 씨, 이 사람은 Hai 씨입니다. Park Subin, người này là Hải. Hai 씨, 이 사람은 Park Subin 씨입니다. Hải, người này là Park Subin. 안녕하세요. Hai입니다. Xin chào, tôi là Hải. 안녕하세요. 제 이름은 Park Subin입니다. 반갑습니다. Xin chào, tên tôi là Park Subin. Rất vui được gặp bạn. Kim Minjun 씨, 이 사람은 Hyun 씨입니다. Kim Minjun, người này là Hiền. Hyun 씨, 이 사람은 Kim Minjun 씨입니다. Hiền, người này là Kim Minjun. 안녕하세요. Kim Minjun입니다. Xin chào, tôi là Kim Minjun. 안녕하세요. 제 이름은 Hiền입니다. 반갑습니다. Xin chào, tên tôi là Hiền. Rất vui được gặp bạn. Francie, 이 사람은 Francie입니다. Francie, 이 사람은 Francie입니다. Lan, người này là Luyến. Luyến, người này là Lan. 안녕하세요, Lan입니다. Xin chào, tôi là Lan. 안녕하세요, 제 이름은 Luyến입니다. 반갑습니다. Xin chào, tên tôi là Luyến. Rất vui được gặp bạn. 최정우 씨, 이 사람은 전반두 씨입니다. 전반두 씨, 이 사람은 최정우 씨입니다. 최정우, người này là Trần Văn Tú. Trần Văn Tú, người này là 최정우. 안녕하세요, 최정우입니다. Xin chào, tôi là 최정우. 안녕하세요. 제 이름은 전반두입니다. 반갑습니다. Xin chào. Tên tôi là 전반두. Rất vui được gặp bạn.